Chào các bạn, mình sẽ giới thiệu về mẫu tai nghe EV252SL nhé. Thì đây là tai nghe. Đây là tai nghe dạng tai nghe chống ồn nhé. Thì tai nghe này sẽ có bộ điều khiển này, có tăng giảm âm lượng, nghe gọi. Đây là jack 3.5. Thì hiện tại nó có hai màu chính là màu đen và màu vàng hồng như này. Thì khi mua tai nghe này thì các bạn sẽ được tặng kèm giá đỡ, một chiếc giá đỡ. Thì một chiếc giá đỡ này hiện đang bán với mức giá 30.000. Thì các bạn chỉ cần mua cái tai nghe này với giá 99k sẽ được tặng một cái giá đỡ này được 30.000. Tai nghe này thuộc dạng tai nghe super bass nha. Nó thiên về âm bass rất là nhiều, rất phù hợp cho các bạn nào nghe nhạc hay là chơi game hay là nghe mấy cái thể loại nhạc DJ hay là EDM gì đó. Dây này là dạng dây trùng gối nha. Dây của nó rất là dài. Rất là dài, nó rất bền luôn. Đây rất là bền. Các bạn có thể thoải mái luôn.